Lời nói đầu tiên Lê Trang xin chào cả nhà mình. Hôm nay Lê Trang sẵn dịp đây, Lê Trang quay toàn cảnh ở Vịnh Hạ Long cho quý vị xem. Thì đây là đi du thuyền, hiểu quý vị. Thì đoàn du thuyền đang ở đây cho quý vị xem dưới chiếc thuyền. Du thuyền này rất là bự, cho dưới đây rất là đông, hiểu quý vị. Đó, cảnh... thì quý vị ở nước Việt Nam mình, Vịnh Hạ Long thì rất là đẹp, có nhiều khung cảnh đẹp tuyệt vời. Cái này là chỉ là mình ở dưới du thuyền để quay sơ toàn cảnh cho quý vị xem thôi. Rồi Lê Trang cho quý vị xem bên trong của du thuyền. Ở bên đây thì du thuyền này là có khách sạn, nhà hàng, ăn ngủ nghỉ dưới đây luôn hay quý vị. Đó, cho quý vị xem toàn cảnh ở du thuyền. Đó. Chiếc tàu bự lắm hả quý vị. Khách du lịch tham quan thì người ta cái đi hướng về đây cũng rất là đông. Thì hôm nay Lê Trang sẵn dịp rồi quay cho cả nhà xem về khung cảnh ở Vịnh Hạ Long. Nó có những cái hòn đảo nhỏ nhỏ đó, tàu nhỏ có, tàu bự có hay quý vị. Cho quý vị xem. Lê Trang sẵn dịp thì quay cho cả nhà xem chứ kênh của Lê Trang thì quý vị cũng nhớ đăng ký kênh và thả like cho Lê Trang dùm, cảm ơn. Kênh của Lê Trang thì chuyên về làm thiện nguyện hả quý vị. Cơm nó thấy rồi, cơm nó thấy rồi.